Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em quay trở lại cùng với khóa học miễn phí của chúng ta. Buổi học hôm nay là buổi học số 2 và chúng mình sẽ bắt đầu cùng với nhau đi vào tìm hiểu nội dung của các văn bản nhật dụng trong chương trình của chúng mình nhé. Và đặc biệt là chúng ta sẽ đi áp dụng những kiến thức đó, áp dụng vào trong những cái đề bài nghị luận cụ thể mà chúng mình có thể gặp phải mỗi khi học về các bài này. Nào các bạn đã vào học chưa nhở? Xin chào các em. Rồi, ok. Bộ hôm nay chúng mình nhớ là mở sách vở ra học cùng với chị nhá. Chúng mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Như chị đã hướng dẫn ở trong buổi hôm qua đấy, trong buổi khai giảng thì chúng mình được biết là mỗi tác phẩm thì chúng ta sẽ đều có hai phần chính. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ lại sơ đồ tư duy để mà ghi nhớ được kiến thức xoay quanh tác phẩm đó. Và thứ hai là chúng mình sẽ áp dụng nhìn vào trong những cái đề bài nghị luận xã hội cụ thể các em nhá. Ok chưa nào? Rồi đấy, nếu như mà chúng mình có bạn bè ở trong nhóm thì nhớ là tag các bạn vào nhá. Được chưa nào? Ok. Rồi. Sao không có thông báo ạ? Cái này thì chị cũng không biết đâu, bởi vì là cái tình trạng mà không có thông báo mặc dù là chúng ta đã tham gia nhóm ấy, nó diễn ra rất là thường xuyên luôn. Nên là chị cũng không biết làm thế nào để khắc phục cả. Chỉ có một cách là các bạn thường xuyên vào truy cập vào trong nhóm, đến đúng giờ là chúng mình vào. Sau đó thì chúng mình đặt cái chế độ là xem bài viết mới nhất ý, thì sẽ thấy được phần phát trực tiếp của chị. Còn thông báo thì chị không dám chắc là nó sẽ gửi đến tất cả chúng mình đâu. Chị gần như là không nhận được những cái thông báo ở trong các nhóm. Đó, thế nên là các bạn cố gắng chủ động giúp cho chị nhá. Được không nào? Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ bắt tay vào học tác phẩm đầu tiên luôn nhá. Văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Lê Anh Trà. Trước tiên chúng ta sẽ đến với phần 1 lớn. Đó chính là về phần kiến thức cần nhớ. Ở đây, các bạn sẽ có tên của văn bản ở giữa chị, Phong cách Hồ Chí Minh. Của tác giả Lê Anh Trà. Một bên, nhánh đầu tiên chúng ta sẽ là phần về khái quát các bạn nhé. Đây, các em sẽ có hai cái ô cho chị. Đầu tiên là khái quát này. Và thứ hai là về đọc hiểu văn bản này. Ok chưa? Đó, thế thì trong cái nhánh khái quát này sẽ có những ý cơ bản. Thứ nhất, chúng ta cần phải nắm được những thông tin liên quan đến tác giả Lê Anh Trà. Ok chưa? Sau đó chúng ta cần phải nắm được về hoàn cảnh và xuất xứ của văn bản này. Được không? Và phải nắm được nội dung chính cùng với đó là những đặc sắc nghệ thuật của văn bản. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ trước tiên nhá, về tác giả Lê Anh Trà thì các bạn nắm được cho chị một cái thông tin quan trọng nhất là ok rồi. Nếu như tốt hơn thì chúng mình nắm được cả về năm sinh và năm mất của tác giả. Còn ở đây, cái kiến thức quan trọng nhất thì tác giả Lê Anh Trà được biết đến là một tác giả chuyên nghiên cứu và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó, các bạn nhớ cho chị cái thông tin đấy là rất ok rồi nhá. Chuyên nghiên cứu. Chuyên nghiên cứu và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ok chưa? Đấy. Tiếp tục này, về hoàn cảnh và xuất xứ của văn bản Phong cách Hồ Chí Minh. Trước tiên về mặt hoàn cảnh ra đời nhá. Thì đây là một văn bản được trích
trong một bài viết mang tên là Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị. Và đây là một tác phẩm ra đời vào năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các em nhé, 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ok chưa nào? Và thứ hai, về mặt xuất xứ thì trước tiên chúng ta cần phải biết đây là một văn bản được trích ở trong bài viết nào. Trong sách giáo khoa đã ghi rõ cho chúng mình ở phần cuối này này. Đây, các bạn có thể xác định ở đây nhé. Bài viết, cái đoạn văn bản này thì được trích ở trong bài viết Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị. Và nó nằm trong tập Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam. Ok chưa? Trong bài viết nào và trong tập các tác phẩm nào. Đấy, các bạn ghi vào giúp chị nhé. Ok chưa? Đấy là về mặt hoàn cảnh và xuất xứ. Thế thì cả một văn bản dài như vậy thì chúng ta nắm được nội dung chính là gì và những cái nét nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng để sáng tác nên văn bản. Thì thứ nhất, về mặt nội dung, đây là một văn bản đã khẳng định cho chúng ta thấy là Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là sự kết hợp giữa cái thanh cao và cái giản dị. Được không? Nhá, giúp cho chúng ta thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh. Là sự kết hợp hài hòa, thứ nhất là giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Ok chưa? Và thứ hai, nó là sự kết hợp giữa cái thanh cao và cái giản dị. Toàn bộ văn bản mà chúng mình được học thì đã nêu bật được nội dung như vậy. Ok chưa? Vậy thì để mà thể hiện được nội dung đó, tác giả Lê Anh Trà đã có được những cái đặc sắc trong nghệ thuật viết văn nghị luận. Thứ nhất, chúng ta đọc đoạn văn bản này lên, thấy được rằng tác giả có sự kết hợp giữa thuyết minh với nghị luận, kết hợp giữa kể với bình luận, và đặc biệt là dẫn chứng thì rất là chọn lọc. Trước tiên nhá, là sự kết hợp giữa thuyết minh với nghị luận này. Thứ hai, đó chính là việc mà tác giả sử dụng những cái dẫn chứng rất chọn lọc và tiêu biểu. Ok chưa? Đấy là những thông tin mang tính khái quát để chúng ta nắm bắt được nội dung cũng như là đặc sắc nghệ thuật của văn bản này. Cụ thể hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần đọc hiểu nhé. Đọc hiểu văn bản tức nghĩa là đây là một văn bản nhật dụng và cụ thể là một văn bản nghị luận, là đem đến cho chúng ta quan điểm của tác giả xoay quanh một vấn đề. Đúng không? Và ở đây vấn đề là phong cách Hồ Chí Minh. Thì để mà làm rõ được phong cách của Hồ Chí Minh, để làm rõ được cái đặc sắc, để làm rõ được cái nét đẹp nổi bật trong phong cách của Hồ Chí Minh, thì tác giả Lê Anh Trà đã sử dụng hệ thống luận điểm như thế nào? Ta có thể thấy là ở đây tác giả đã sử dụng hệ thống gồm có 3 luận điểm chính, đúng không các em? Chúng ta thấy được có 3 luận điểm chính ở đây. Luận điểm đầu tiên là đoạn mà chúng ta có thể đánh dấu ở trong sách giáo khoa nhé. Đây là đoạn đầu, bắt đầu từ đầu luôn. Bắt đầu từ đầu. Được không nào? Cho đến đây, toàn bộ trọn vẹn đoạn đầu tiên luôn. Chúng ta sẽ thấy được đây là một đoạn văn mà tác giả đã chỉ ra cơ sở và quá trình hình thành của phong cách Hồ Chí Minh. Được không nào? Chị thấy là cũng có một số tài liệu và cũng có một số nơi chúng mình được học đây là đoạn mà chỉ ra sự tiếp thu giao lưu văn hóa giữa phong cách Hồ Chí Minh với cả tinh hoa văn hóa nhân loại. Tuy nhiên, chị thấy rằng cái tên luận điểm nếu đặt như thế thì chúng ta sẽ khó thấy được cái sự logic. Bởi vì nhá, giống như việc chúng ta viết văn nghị luận ý, thì trước khi đi vào biểu hiện thì chúng ta sẽ chỉ ra cái cơ sở hay là cái quá trình hình thành hay chính là lý do để có được những biểu hiện như vậy. Đúng không? Thì ở đây tác giả cũng đi theo cái mạch logic như vậy. Thế nên chị thấy là cái tên luận điểm của chúng ta, đầu tiên luận điểm 1
là cơ sở hình thành, được không? Cơ sở và quá trình hình thành phong cách Hồ Chí Minh. Ở đó thì tác giả chỉ ra có hai cái cơ sở lớn nhất để góp phần tạo nên được phong cách Hồ Chí Minh, là một sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó chính là thứ nhất là Bác Hồ của chúng ta là người đã tiếp xúc, đã am hiểu và học hỏi sâu sắc về văn hóa ở nhiều nơi trên thế giới. Tác giả đã viết rằng trong cuộc đời đầy chuyên chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả ở phương Đông và phương Tây. Rồi là sau đoạn đó nhá, đây tác giả đã nêu, các em có thể học hỏi cách diễn đạt của tác giả. Đầu tiên là nêu ra vấn đề này, được không? Là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, ở cả phương Đông và phương Tây. Tiếp nữa này, trên những con tàu vượt trùng dương, người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mỹ. Người đã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc Pháp, Anh, Hoa, Nga. Và người đã làm nhiều nghề. Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu, đây nhá, người không chỉ tiếp xúc mà người còn am hiểu nhiều về các dân tộc và các nhân dân trên thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Đó, được không nào? Ok chưa? Đấy, thì chúng ta thấy là những cái từ khóa mà tác giả sử dụng ở đây. Trước tiên là tác giả khẳng định cái sự tiếp xúc đấy là tiếp xúc như thế nào? À, là việc mà người đã ghé lại nhiều hải cảng này, thăm các nước này, rồi sống dài ngày này, rồi nói, viết thạo nhiều thứ tiếng, rồi làm nhiều nghề. Tất cả những cái điều đó đã giúp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta am hiểu và am hiểu đến một mức khá uyên thâm về văn hóa trên thế giới. Được không? Các bạn hình dung ra không? Nhá, đấy, chúng ta đọc, đây là việc mà chúng ta đọc và chúng ta truy xuất được thông tin, thấy được là cái mạch lập luận của tác giả như thế nào. Ok chưa? Cơ sở đầu tiên chính là việc mà người đã tiếp xúc. Rồi gì nữa? Rồi am hiểu. Rồi học hỏi văn hóa ở nhiều nơi. Ở một mức khá uyên thâm. Đấy chưa? Và cơ sở thứ hai chính là việc mà mặc dù là người học hỏi và người nắm bắt được, am hiểu một cách khá uyên thâm về văn hóa của nhiều nơi trên thế giới như vậy, nhưng sự tiếp thu của người không phải là một sự tiếp thu tất cả những điều đó, mà sự tiếp thu văn hóa ở phong cách Hồ Chí Minh là một sự tiếp thu có chọn lọc. Đây, ý thứ hai ở trong phần này nhá, chúng ta sẽ thấy này, người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay, đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Đây, chỉ tiếp thu những cái đẹp và cái hay thôi nhá. Đó, nhưng điều kỳ lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở người để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại. Được không nào các bạn? Đấy, các em thấy chưa? Vậy là cái cơ sở thứ hai ở đây, nếu như chỉ có sự tiếp xúc hay là am hiểu một cách khá uyên thâm về tất cả các nền văn hóa trên thế giới đi chẳng hạn, thì cái sự tiếp thu và điều mà làm nên phong cách Hồ Chí Minh như vậy thôi là chưa đủ. Mà quan trọng rằng là sự tiếp thu ở người là sự tiếp thu có chọn lọc. Để rồi tác giả chốt lại cái ý ở trong luận điểm 1, đấy chính là việc mà điều mà làm nên, đấy, điều kỳ lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc. Tức nghĩa là ở phong cách Hồ Chí Minh là một sự kết hợp kỳ diệu giữa truyền thống văn hóa dân tộc, đây, cái gốc văn hóa dân tộc, với cả những ảnh hưởng quốc tế, tức nghĩa là những tinh hoa văn hóa nhân loại. Được không các em? Nhá, chốt lại là tác giả khẳng định cái điều đó. Như vậy là xong luận điểm 1 rồi. Vậy là từ đây chúng ta cũng có thể học tập được là cách viết văn nghị luận của chúng mình, đặc biệt là nghị luận xã hội. Các em có thể nêu vấn đề ở đầu câu nhá, ở đầu đoạn. Sau đó, những ý nhỏ hơn chúng ta sẽ triển khai vấn đề này.
Được chưa? Rồi cuối cùng chúng ta lại chốt lại vấn đề giống như là một đoạn văn tổng phân hợp vậy. Được không nào? Một cách mà chúng ta có thể áp dụng rất là dễ dàng ở trong bài văn nghị luận của chúng mình mà lại góp phần thể hiện rõ hệ thống luận điểm cùng với đấy là cái logic trong mạch lập luận của chúng ta. Được chưa? Đấy nhá, đấy là luận điểm 1 của tác giả đã triển khai này. Luận điểm 2 mà tác giả triển khai tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với cả những đoạn văn tiếp theo. Đây, đây nhá, đoạn văn tiếp theo này. Bắt đầu từ đây. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả trên thế giới có một vị chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm cung điện của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp bộ chính trị, làm việc và ngủ với những đồ đạc rất mộc mạc và đơn sơ. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu này, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn, đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kỳ. Hàng ngày, việc ăn uống của người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kỳ như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa. Ok chưa? Nhớ. Thế thì phần này chúng ta thấy là ở đây, luận điểm thứ hai, đi từ cơ sở và quá trình hình thành rồi thì bây giờ là đến biểu hiện, đúng không nào? Biểu hiện và chúng ta gọi đây là vẻ đẹp trong lối sống và làm việc. Của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì những cái biểu hiện này nằm ở các khía cạnh như sau. Thứ nhất là người sống rất giản dị thể hiện ở nơi ở đơn sơ. Phần này chị sẽ ôn rất là nhanh đấy, nên là các bạn tập trung vào cùng với chị để chúng ta dành thời gian sang đến phần áp dụng kiến thức nữa, nhớ chưa? Nơi ở đơn sơ của người đó chính là một chiếc nhà sàn bên cạnh một chiếc ao thôi, đúng không? Và chiếc nhà sàn đó là một chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ, hết sức đơn sơ và giản dị. Thứ hai, trang phục của người. Trang phục thì như thế nào ạ? À, trang phục thì giản dị quá đỗi. Mà tác giả đã viết là gì? Là có một bộ bà ba nâu này, rồi chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ. Đấy, tiếp tục. Người ăn uống cũng rất là đạm bạc. Đúng chưa? Đây nhá, người cũng rất đạm bạc này, với những món ăn dân tộc không chút cầu kỳ như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa. Và tư trang của người cũng rất đơn giản. Là, à, chỉ có một chiếc vali con với vài bộ áo quần, vài vật kỷ niệm của cuộc đời dài, đúng không? Đấy, thì chúng ta tất cả thấy được bốn cái khía cạnh này đã làm nên được vẻ đẹp trong lối sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tóm lại, một từ khóa để chúng ta gọi về cái vẻ đẹp trong lối sống và làm việc của người, đó chính là vẻ đẹp của sự giản dị, đúng không nào? Vẻ đẹp của sự giản dị, đó là luận điểm thứ hai. Tiếp tục này. Sau khi mà nêu biểu hiện xong thì bây giờ sẽ là đoạn mà tác giả nêu ra cái đánh giá của mình, đúng không? Suy nghĩ và đánh giá của tác giả. Chị đang cùng với các bạn chúng ta ôn lại kiến thức của văn bản này để chúng mình nhớ hơn nhá, hiểu hơn và từ đó học tập được cách viết của tác giả. Đây, có phải là khi mà chúng mình viết văn nghị luận xã hội, chúng ta cũng đi từ khái niệm nhá, bình thường là các bạn giải thích này, sau đó nêu biểu hiện này, nêu vai trò, xong rồi bàn luận lại vấn đề vân vân. Thì ở đây tác giả đi từ cơ sở và quá trình hình thành. Đó, nó cũng giống như là việc giải thích khái niệm cho chúng ta ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu được là tại sao lại có được một cái vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh, một sự giản dị đáng trân trọng như thế. Đấy, sau đó thì tác giả đi vào trình bày biểu hiện, đúng chưa? Và bây giờ thì tác giả đánh giá xem là lối sống giản dị đó của người là có những cái điểm nào mà chúng ta đáng để học tập, chúng ta cần phải trân trọng, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy này, có một cái hướng suy nghĩ rất hay gặp phải mỗi khi nói về lối sống giản dị, đó chính là việc mà đây là một cái việc sống giản dị như thế, lại đặc biệt là đối với một nguyên thủ quốc gia giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì nhiều người rất là băn khoăn.
liệu rằng cái lối sống giản dị đó có phù hợp với người hay không, và những cái nơi ở đơn sơ này, trang phục giản dị, ăn uống đạm bạc, tư trang đơn giản, thì có phải là người đang cố tình làm như vậy hay không, đúng không? Thì ở đây tác giả đã khẳng định luôn nhá, là tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy. Bất giác, ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay là Nguyễn Bình Khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức, thu ăn măng trúc, đông ăn giá, tuần xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ cũng như các vị danh nho xưa hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là một lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mỹ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác. Được chưa? Vậy là đánh giá cuối cùng của tác giả, thì đây không phải là một cái lối sống tự thần thánh hóa, tự làm cho mình khác người đi, mà nó xuất phát từ suy nghĩ, từ lối sống thanh cao. Thanh cao giống như các vị hiền triết ngày xưa. Đúng không? Thanh cao giống như các vị hiền triết ngày xưa, những vị danh nho ngày xưa như là Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay là Nguyễn Bình Khiêm sống ở quê nhà. Họ cũng có một lối sống rất đạm bạc, mặc dù điều kiện của họ cũng rất là nhiều. Đúng không? Thế nhưng họ vẫn chọn một lối sống đạm bạc bởi vì họ xuất phát từ cái đạo đức hoàn toàn trong sáng trong tâm hồn của họ. Thì ở đây Bác Hồ của chúng ta cũng như vậy. Và cái thứ hai, sự thanh cao trong lối sống giản dị của Bác là một cách di dưỡng tinh thần. Đúng chưa? Là để bồi bổ cho sảng khoái về tinh thần, giữ cho tinh thần luôn vui khỏe, không màng đến những giá trị vật chất. Đó, không màng đến những giá trị vật chất tầm thường mà chú trọng vào hạnh phúc cho tâm hồn và thể xác. Đấy. Được chưa nào? Như vậy, đấy chính là cái mạch lập luận của tác giả. Ok chưa? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong về sơ đồ tư duy liên quan đến văn bản này rồi đấy. Đây, chị quay cả trang vở đây. Các bạn có nhìn được không? Kem ơi, kem đã nhìn được chưa? Đấy nhá, thì để mà chúng ta nắm bắt được nội dung kiến thức của văn bản này đơn giản lắm. Đây, tất cả những ý này, nó chỉ xoay quanh một trang vở rất là nhỏ xinh như thế này thôi là chúng ta đã thấy được. Vậy điều quan trọng nhất các bạn cần nắm được ở đây giúp chị là gì? Thứ nhất, chúng ta hiểu được về nội dung của văn bản này là tác giả đã trình bày cho chúng ta, đã nêu ra cơ sở và quá trình hình thành của phong cách Hồ Chí Minh này, để thấy đây là một sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Thứ hai là biểu hiện của vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh chính là ở nơi ở này, trang phục, ăn uống và tư trang. Cuối cùng là tác giả đưa ra những suy nghĩ và đánh giá của mình về vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh. Tác giả đánh giá một từ chung, một cái từ mang tính chung nhất ở đây, đó chính là sự thanh cao. Đây là một lối sống thể hiện sự thanh cao. Thanh cao như thế nào? Thanh cao như những vị hiền triết ngày xưa. Và thanh cao để khiến cho tìm được hạnh phúc cho tâm hồn và thể xác. Ok nhá. Được chưa nào? Rồi. Tất nhiên rồi, như chị đã hứa đấy, là những bạn mà tham gia học đầy đủ, các bạn đã chụp ảnh màn hình để điểm danh chưa? Các bạn mà tham gia học đầy đủ trong tất cả các buổi học thì cuối khóa học các em chỉ cần nhắn tin về cho chị thôi là các bạn sẽ được tặng cả cái bộ tài liệu về sơ đồ tư duy của các văn bản này nhá. Được không nào? Đấy, thế nên là chúng ta cứ yên tâm, bởi vì ở đây phần quan trọng chị muốn chú tâm vào không phải là phần kiến thức này đâu, mà chị muốn chú tâm vào phần áp dụng của chúng ta cơ, cái phần mà các em hay thắc mắc nhất ý. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang thực hành một cái đề bài để ta áp dụng kiến thức nhá. Ok chưa? Đây, chúng mình sẽ có đề bài áp dụng phần 2 lớn, là phần mà chị sẽ gọi là phần vận dụng đi. Bây giờ có thể thấy này, có 3 vấn đề nghị luận xã hội ta có thể rút ra từ văn bản phong cách Hồ Chí Minh. Một là suy nghĩ về lối sống giản dị này. Hai là suy nghĩ về lối sống của giới trẻ ngày nay. Và thứ ba là suy nghĩ về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thế thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi thực hành về vấn đề 1 nhé. Là ở đây thì từ văn bản phong cách Hồ Chí Minh, em có suy nghĩ như thế nào về lối sống giản dị của con người? Được chưa?
nhớ có suy nghĩ như thế nào về lối sống giản dị. Chị sẽ chọn vấn đề này để thực hành cùng với chúng mình. Còn hai vấn đề còn lại, chị cũng đã soạn ở trong cuốn sổ tay văn học, cái cuốn sổ tay chuyên về các văn bản nhật dụng rồi đấy. Và đây sẽ là cuốn sổ tay mà tặng riêng cho những bạn ở trong khóa học mùa thu mà đăng ký khóa học VIP 2 nhá, được không? Còn trong buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau thực hành về đề bài đầu tiên là về lối sống giản dị của con người. Đề bài có thể ra như sau là từ văn bản phong cách Hồ Chí Minh, em có suy nghĩ như thế nào về lối sống giản dị, được không? Thế thì ở đây này, chị sẽ trong buổi đầu tiên này, chị sẽ hướng dẫn một cách tự do với chúng mình là không bị bó hẹp về dung lượng. Tức nghĩa chúng ta sẽ viết một bài văn ngắn nhá. Ok chưa? Chúng ta sẽ viết một bài văn ngắn và bài văn này thì không giới hạn về dung lượng, về số câu hay là số chữ. Thứ hai là xác định vấn đề nghị luận giúp cho chị. Vấn đề nghị luận ở đây là lối sống giản dị. Nhưng nội dung là phải xuất phát, là phải gắn với cả văn bản phong cách Hồ Chí Minh. Các em nhớ này là ở đây ấy, người ta hỏi là từ văn bản phong cách Hồ Chí Minh, anh chị hay là em có suy nghĩ như thế nào về lối sống giản dị. Nó sẽ khác với việc là anh chị hãy nêu suy nghĩ của mình về lối sống giản dị trong phong cách Hồ Chí Minh. Khác nhá. Khác như thế nào? Thứ nhất là nếu như từ văn bản phong cách Hồ Chí Minh có suy nghĩ như thế nào về lối sống giản dị, tức nghĩa là việc chúng ta sẽ bàn luận chủ yếu về lối sống giản dị này, này. Và một đây là một giống như là một đề bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý, được không? Về tư tưởng đạo lý nói chung. Còn nếu như đề bài đưa ra là em hãy nêu suy nghĩ của mình về lối sống giản dị trong phong cách Hồ Chí Minh thì ta lại chỉ gắn với cả lối sống giản dị của Bác Hồ thôi, chứ không phải là một lối sống giản dị theo cái ý nghĩa là một tư tưởng đạo lý nói chung, nhớ chưa? Và ở đây là chúng ta đang đi theo cái hướng là bàn luận về một tư tưởng đạo lý, chỉ khác mỗi là những cái vấn đề chúng ta suy ra này thì cần phải gắn với văn bản phong cách Hồ Chí Minh, cần phải suy ra từ văn bản phong cách Hồ Chí Minh, được không các em ơi? Nhớ, các bạn hình dung ra chưa? Đấy, thế thì bây giờ với đề bài này chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Chắc hẳn là đối với dạng đề về tư tưởng đạo lý thì các bạn không còn xa lạ nữa. Thế nhưng chị sẽ cố gắng hướng dẫn kỹ nhất cho các bạn đi từ mở bài, thân bài và kết bài. Trước tiên về mặt mở bài nào. Về mặt mở bài là chúng ta cần phải nêu được vấn đề, đúng không? Dẫn dắt và nêu vấn đề. Các bạn có thể nêu vấn đề một cách trực tiếp. Ví dụ như là có một cách mở bài gọi là quá quen thuộc với chúng ta đi, là trên con đường đến với thành công, người ta cần nhiều hơn một phẩm chất để có thể chinh phục được những thử thách. Và một trong những phẩm chất đó chính là sự giản dị trong đời sống. Đấy, đúng không nào? Hai câu sau một mở bài nhá. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể chọn những cái cách dẫn dắt nó phức tạp hơn một chút này, những cái cách dẫn dắt thú vị hơn một chút này. Ví dụ như là việc chúng ta sẽ dẫn dắt ngay từ cái thực tại đời sống hiện tại, được không? Khi mà cuộc sống trở nên bộn bề thì con người ta lại tìm đến sự thảnh thơi trong cuộc sống. Hay là nhịp sống hiện đại lại càng khiến cho người ta khao khát sự giản đơn và hạnh phúc. Và chính phẩm chất giản dị hoặc là chính phong cách sống giản dị sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc thực sự. Đó, được không nào? Ok chưa? Chúng ta dẫn dắt từ đời sống hiện tại là khi mà cuộc sống ngày nay nó càng hiện đại thì con người càng bị đặt vào trong những guồng quay của sự bộn bề này, của áp lực sống này, thì khi đó người ta lại càng khao khát hơn về sự giản đơn và hạnh phúc, lại càng khiến cho con người ta muốn tìm thấy sự thảnh thơi ở trong đời sống này. Vậy điều gì sẽ giúp cho con người ta tìm được những điều đó? Đó chính là sự giản dị. Đúng không các bạn? Ok chưa? Hay là các em cũng có thể là mở bài đi từ những câu hỏi nhá. Phần này chị không viết ra để cho chúng mình chép đâu, thế nên các bạn tập trung nghe cho chị này. Là các bạn cũng có thể đi từ những câu hỏi là đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực bởi chính những đồ dùng mình đang có, bởi chính những món ăn mình đang ăn, bởi chính những thứ quần áo mà mình đang mặc hàng ngày. Nếu những điều, những cái vật dụng hàng ngày khiến cho bạn áp lực thì đã đến lúc bạn cần phải hiểu được về lối sống giản dị. Được không?
nhá. Chúng ta đặt ra cái câu hỏi, đúng thật sự là có những lúc chúng ta dọn nhà mà cảm thấy quá mệt mỏi và áp lực bởi vì chúng ta có quá nhiều đồ dùng. Thì đến lúc đó hãy suy nghĩ và hãy cần phải hiểu được về lối sống giản dị các bạn nhá. Như vậy là chị đã gợi ý cho chúng mình ba cái mở bài xoay quanh đề bài này rồi đấy. Và đây cũng là ba hướng mà chúng ta có thể áp dụng đối với mỗi đề bài nghị luận xã hội luôn. Một là đi vào một cách trực tiếp này. Hai là dẫn dắt từ những cái tình hình từ đời sống hiện tại. Và thứ ba là đi từ cách đặt câu hỏi. Ok chưa? Rồi nhá, nêu xong vấn đề, nhớ là phải nêu được cho chị về lối sống giản dị. Trong phần mở bài thì không nhất thiết là các bạn phải nêu về phong cách Hồ Chí Minh đâu, được không? Bởi vì là ở đây chúng ta tập trung vào vấn đề chính là lối sống giản dị mà. Thế nên là những thông tin về văn bản phong cách Hồ Chí Minh chúng ta cũng có thể sử dụng trong quá trình nêu dẫn chứng hay là trong quá trình bàn luận. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng mình bước sang phần thứ hai là phần thân bài nào. Được không? Nhớ, trong phần thân bài chúng ta sẽ có những luận điểm chính như sau. Nào các bạn ơi, trước tiên thì các em đã hiểu được ba cách viết mở bài chị hướng dẫn các bạn chưa? Các em đã hiểu được ba cách viết mở bài chưa nhở? Đâu hết rồi? Nào, alo alo các bạn ơi, các em có còn ở đấy không đấy? Các em đã hiểu được ba cách viết mở bài chưa? Hiểu rồi đúng không nào? Nhớ nhá, với ba cách viết như thế là các bạn không còn sợ bí khi viết mở bài nữa rồi, đúng không? Bạn nào mà chúng ta chưa thành thạo trong việc diễn đạt thì có thể chọn cách mở bài trực tiếp này. Bạn nào mà chúng ta muốn bài văn của mình ấn tượng hơn thì chúng ta có thể chọn hai cách dẫn vào một cách gián tiếp đấy. Đấy. Ừ, ok nhá. Dạ hiểu rồi mà em muốn ghi chép hơn. Thế thì phải tự ghi chép vào thôi, đúng không nào? Đấy chứ, chúng ta cố gắng là dậy sớm và chị cũng muốn là duy trì một cái buổi học nó không quá lâu, không quá dài để các bạn cũng đỡ cảm thấy mệt mỏi khi bắt đầu một ngày mới. Nên bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thân bài luôn. Chị sẽ cố gắng là nói nhiều hơn để các em hình dung ra được cách diễn đạt. Còn việc của các bạn cảm thấy phần nào các em tâm đắc các em có thể ghi lại nhá. Sang đến phần thân bài này. Ở đây, đây là một bài văn, thế nên chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các ý. Đi từ giải thích. Đúng chưa? Sau đó đến biểu hiện này. Sau đó đến vai trò này. Đúng không? Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ có phần lật lại vấn đề này. Cuối cùng là bài học và liên hệ bản thân. Đây là cái dàn ý cơ bản đối với dạng đề nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý, đúng không các em? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào kỹ lưỡng từng phần một về đề bài về lối sống giản dị của mỗi người nhé. Thứ nhất, chúng ta cần phải giải thích giản dị là gì. Ở đây giản dị là sự đơn giản, tự nhiên, là một phong cách sống không cầu kỳ, xa hoa, phù hợp với điều kiện của bản thân, gia đình, đúng không nào? Ok chưa? Có hai ý lớn nhá. Giản dị, thứ nhất là sự đơn giản, tự nhiên, đúng không? Là một phong cách sống không cầu kỳ, không xa hoa. Thứ hai, giản dị còn là việc như thế nào? À, là việc sống phù hợp với điều kiện của bản thân. Của gia đình. Được không? Nhớ, sống phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình. Như vậy là chúng ta đã giải thích được khái niệm về lối sống giản dị rồi. Và sau khi giải thích xong, các bạn đừng vội chuyển sang luận điểm tiếp theo luôn, mà chúng ta hãy khẳng định cho chị, được chưa, là từ việc hiểu được khái niệm của lối sống giản dị như thế thì chúng ta thấy đây là một lối sống tích cực hay tiêu cực đây? Tất nhiên rồi, đây là một lối sống tích cực, đúng không? Đây là một lối sống tích cực. Đấy, các bạn khẳng định luôn ở sau khi mà chúng mình giải thích giúp đỡ chị nhé. Như vậy ta thấy được lối sống giản dị là một lối sống tích cực cần có ở mỗi người. Nó sẽ góp phần phục vụ cho đời sống của con người, tìm đến được hạnh phúc đích thực trên mọi mặt, cả về vật chất và tinh thần.
Được chưa? Đấy nhá, là một lối sống tích cực này. Sau khi khẳng định xong thì bây giờ chúng mình mới bước sang cái luận điểm thứ hai là luận điểm biểu hiện. Và có thể thấy luận điểm biểu hiện và vai trò là hai cái luận điểm vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ cần phải đưa ra được những quan điểm của mình, cùng với đó là hệ thống dẫn chứng để chứng minh cho những lý lẽ mà mình đưa ra. Đúng không? Thế thì trước tiên nhá, ở đây chị thấy là các bạn hay gặp phải cái sự khó khăn khi viết hai luận điểm này là việc chúng ta không có chia được hệ thống luận điểm. Nghĩ cái gì là viết cái đấy thôi, đúng không? Thế nên rất hay gặp một tình trạng, một là bí, không biết viết cái gì cả. Thứ hai là viết một cách nó rất là lủng củng và không rõ được. Mặc dù là chúng ta đang đi bàn luận về biểu hiện đấy, nhưng ta cứ nhắc đi nhắc lại một ý thôi. Đấy, đúng không nào? Thế thì bây giờ nhá, để mà chúng ta không gặp phải tình trạng đó, chị gợi ý cho chúng mình này, những cái hệ thống câu hỏi, và chỉ cần trả lời được những câu hỏi đó là các bạn đã có được cái hệ thống luận điểm một cách rạch ròi cho bản thân mình rồi. Thứ nhất, về mặt biểu hiện, các bạn sẽ đi trả lời cho câu hỏi là người có lối sống giản dị thì như thế nào? Như thế nào? Và trái lại, người mà không có lối sống giản dị thì như thế nào? Được chưa? Cụ thể hơn, đối với người có lối sống giản dị, chúng ta sẽ trình bày cái biểu hiện của lối sống giản dị trong những khía cạnh của đời sống. Ví dụ như là trong cách ứng xử này, trong trang phục này. Đúng không? Trong trang phục, trong sinh hoạt hàng ngày này. Điều này ta có thể học hỏi ngay tác giả Lê Anh Trà. Tác giả Lê Anh Trà đã trình bày biểu hiện của phong cách sống Hồ Chí Minh qua các khía cạnh như là qua trang phục của người này, qua bữa ăn của người này, qua tư trang của người này, qua nơi ở của người này. Thế thì ở đây ta cũng có thể học tập là khi mà ta trình bày biểu hiện của lối sống giản dị của mỗi người, ta cũng có thể trình bày dựa trên các cái khía cạnh như là về trang phục trong đời sống hàng ngày, hay là trong việc sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, vân vân. Được không? Nhớ, ok chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Ta có thể thấy là người có lối sống giản dị là người mà luôn theo đuổi những giá trị đích thực mà không câu nệ và không bị phụ thuộc vào những thứ xa hoa và cầu kỳ trong cuộc sống. Họ có thể ăn mặc những cái bộ trang phục đơn giản nhưng giúp cho họ thoải mái này. Đúng không? Ok chưa? Hay là họ chọn cho mình những cái đồ dùng sinh hoạt vừa đủ cần thiết trong đời sống hàng ngày, không mua sắm quá nhiều, hay là không chạy theo những nhu cầu vật chất xa xỉ. Đấy, đúng không? Ok chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Đó, chúng ta có thể ví dụ như vậy, chúng ta có thể diễn đạt như vậy. Hay là trong cuộc sống, họ là những người rất thẳng thắn, chân thật và gần gũi, hòa hợp với tất cả mọi người trong cuộc sống. Người có lối sống giản dị thì thường rất là đề cao tình cảm, bởi vì là họ không chạy theo những giá trị vật chất mà. Thế nên là họ làm những người rất đề cao giá trị về mặt tình cảm, sống yêu thương, hòa hợp với thiên nhiên và mọi người. Được không? Nhá, đấy, trong trang phục, trong sinh hoạt hàng ngày thì họ giản dị như thế nào? Hay là để về cái đời sống tinh thần của họ ra làm sao? Đúng chưa? Trong trang phục hay trong đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, họ chỉ sử dụng những đồ đạc thực sự cần thiết với bản thân mình thôi, chứ họ sẽ không mua sắm quá nhiều này, không khiến cho căn nhà của mình bừa bộn. Đấy, tất nhiên rồi, đối với người mà giản dị, chúng ta đến nhà của họ là chúng ta thấy ngay. Hay là chúng ta thấy tư trang đồ dùng của họ sử dụng hàng ngày, chúng ta cũng thấy ngay. Không có sự cầu kỳ, xa hoa, không sử dụng những cái đồ thừa thãi. Đó, và đặc biệt là về mặt tinh thần, trong đời sống tinh thần của những con người giản dị, họ luôn luôn đề cao về tình cảm. Họ sống rất là hòa hợp và gần gũi với mọi người mà, đúng không? Bởi vì không chạy theo những giá trị vật chất, thế nên đời sống tình cảm là điều mà những người sống giản dị họ đề cao lớn nhất, họ đề cao nhiều nhất. Họ sống yêu thương, hòa hợp, gần gũi với mọi người, và đặc biệt là còn gần gũi với cả thiên nhiên nữa. Ok chưa nào? Kiểu như là sống ít hơn và hạnh phúc hơn vậy. Và chị nghĩ rằng là trong phần này là phần phù hợp nhất để chúng ta đưa dẫn chứng. Thế thì dẫn chứng về lối sống giản dị là gì đây? Các bạn nêu ra một số những cái dẫn chứng mà các em biết được không nhỉ? Nào các bạn ơi, các em ơi, chúng mình đưa ra một số dẫn chứng cho chị được không? Nhắc đến lối sống giản dị thì các bạn nghĩ đến những tấm gương nào? Nhớ là về phần dẫn chứng này, ở đây nhớ đưa dẫn chứng cho chị. Thì phần dẫn chứng này các bạn nhá, phải tìm những tấm gương người thật, việc thật.
Chứ chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những dẫn chứng trong văn học. Trong văn học, bởi vì tại sao chúng ta không nên chỉ hoàn toàn sử dụng dẫn chứng trong văn học? Và thực sự là chị rất ít khi sử dụng luôn. Cùng lắm là khi mà đã đưa ra được những dẫn chứng người thật việc thật rồi thì chị đưa thêm những dẫn chứng trong văn học để cho bài văn của mình phong phú hơn thôi. Còn lại chị luôn hướng đến những dẫn chứng là những tấm gương người thật việc thật trong đời sống. Bởi vì đó mới là những dẫn chứng có tính thuyết phục thực sự. Còn trong văn học thì đã qua cái bàn tay nhào nặn, đã qua sự sáng tạo của các tác giả văn học rồi. Thế nên kiểu như là người ta sẽ nghĩ là ủa, trong văn học thì người ta mới làm được như thế, chứ trong đời sống thì làm sao mà làm được. Thế nên là lý lẽ của bạn không thuyết phục. Đó, nên các bạn nhớ, cố gắng cho chị nghĩ đến những cái tấm gương người thật việc thật, và hãy sưu tầm cho mình thật là nhiều những dẫn chứng phong phú ở trong đời sống. Ừ, được không? Rồi, ở đây các bạn đưa ra những cái dẫn chứng này, và đa số là các em chỉ nêu tên thôi, chứ chúng mình chưa phân tích được dẫn chứng, đúng không? Ví dụ như là về Bác Hồ này, là một người sống rất giản dị này, hay là nhân vật Tôn Đức Thắng này. À, tấm gương Tôn Đức Thắng, rồi, ok. Rồi có bạn còn nói là cả thầy tu nữa này. Thế thì chị thấy là ở đây nhá, đây chính là lúc mà chúng ta đưa vào cái sự gắn kết với văn bản phong cách Hồ Chí Minh. Các bạn có thể đưa dẫn chứng về Bác Hồ, đúng không? Là một người sống rất giản dị, mặc dù là chủ tịch nước, mặc dù là chủ tịch của một dân tộc đấy, mặc dù là một vị lãnh tụ dân tộc, thế nhưng một trong những điều mà khiến cho mọi người ấn tượng về Bác đó chính là lối sống giản dị. Bác chỉ chọn cho mình một căn nhà sàn bên cạnh một chiếc ao để làm cung điện cho mình mà thôi. Hay là tư trang của Bác cũng rất là ít ỏi. Là một chiếc vali với vài bộ quần áo, vài vật kỷ niệm. Bác trong những cuộc gặp gỡ hay là trong những cái cuộc hội đàm này, trong những cuộc giao lưu gặp gỡ với nhân dân thì Bác cũng hết sức giản dị, thể hiện được sự thân thiện và gần gũi khi Bác xuất hiện quen thuộc với hình bóng của một con người mà với bộ quần áo bà ba nâu này, chiếc áo trấn thủ hay là bộ quần áo kaki đấy, đúng không? Hay đôi dép lốp thô sơ. Có ở đâu như ở Việt Nam không khi mà có một vị chủ tịch nước là một vị lãnh tụ mà lại có lối sống giản dị như thế. Đấy, ok chưa? Các bạn có thể là đưa kèm và học hỏi ngay những dẫn chứng mà tác giả Lê Anh Trà đã sử dụng ở đây. Bên cạnh đó, các em cũng có thể đưa dẫn chứng về những vị hiền triết mà tác giả đã nhắc đến đấy. Ví dụ như là Nguyễn Trãi hay là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mặc dù họ là những danh là họ là những danh nho, đúng không? Rất là nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Thế nhưng họ cũng chọn cho mình một lối sống giản dị với những thú quê thuần đức, như là Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết đấy: thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Đó là những dẫn chứng ta học hỏi được từ trong văn bản phong cách Hồ Chí Minh. Thế thì bây giờ vào đời sống thực, có một dẫn chứng này chị cũng nghĩ là các em có thể áp dụng được này. Đó chính là lối sống tối giản của người Nhật. Các em đã từng nghe đến lối sống này chưa? Dạo gần đây lối sống này đang được rất là nhiều người theo đuổi. Họ đi theo cái lối sống tối giản này. Lối sống tối giản của người Nhật, nếu như chúng ta muốn đưa vào trong bài viết, các em hãy giải thích một chút xíu về lối sống tối giản của người Nhật nhé. Được không? Đây là một lối sống mà con người sẽ cắt giảm vật dụng xuống còn ở mức tối thiểu. Tức nghĩa là họ chỉ sử dụng những gì thực sự cần thiết thôi, không có sự dư thừa trong đời sống của họ. Là sự cần thiết, là những cái đồ dùng thực sự cần thiết về mặt trang phục này, về mặt đồ dùng sinh hoạt này, hay thậm chí là về mặt mối quan hệ. Được không? Họ sẽ giảm thiểu xuống đến mức tối thiểu nhất, nhưng không phải là kiểu như là dè chừng hay là quá tiết kiệm nhá, mà ở đây là họ chỉ trân trọng và chỉ sử dụng những gì cần thiết với đời sống của mình thôi, để khiến cho bản thân mình không bao giờ bị áp lực, không bao giờ bị gọi là không bao giờ bối rối, hay là không bao giờ bị nhức đầu, bị đau đầu bởi vì việc là dọn dẹp đồ đạc xung quanh này, bởi vì chính những cái đồ dùng hàng ngày. Bởi theo như nghiên cứu đã cho thấy là con người ta ấy, một trong những cái nguyên nhân khiến cho con người áp lực là bởi vì họ sống trong một cái cuộc sống quá phức tạp. Phức tạp cả trong vật chất hàng ngày và phức tạp cả trong cái suy nghĩ, trong tinh thần này nữa này. Và lối sống tối giản của người Nhật là một trong những cái dẫn chứng phù hợp nhất cho thấy được ý nghĩa, cho thấy được biểu hiện của sự giản dị. Được không?
Ok chưa? Nhớ, biểu hiện của sự giản dị là trong lối sống của người Nhật ý, họ tối giản trong đồ dùng sử dụng hàng ngày này, và họ chú trọng nhiều hơn về mặt tình cảm. Họ sống một cách rất là hòa hợp với tự nhiên, họ trân trọng những cái mối quan hệ giúp cho họ hạnh phúc. Và bởi vậy, họ luôn luôn tìm được cái sự thanh thản cho bản thân này. Đúng không nào? Tìm được cái sự nhẹ nhõm ngay giữa một cái cuộc sống áp lực, một chốn xô bồ hàng ngày. Có thể thấy có ở đâu mà làm việc áp lực như người Nhật không các em? Rất khó đúng không nào? Trên thế giới có thể thấy là người Nhật, đất nước Nhật Bản là một đất nước mà con người ta làm việc một cách như là những cái máy vậy. Guồng quay hàng ngày của họ diễn ra áp lực quá đỗi như thế. Và chính lối sống tối giản này, một trong những biểu hiện của lối sống giản dị, đã giúp cho họ tìm được cái sự thanh thản và thoải mái trong tâm hồn, trong tinh thần, để giúp cho họ làm việc một cách chất lượng hơn này, tìm được những cái hạnh phúc thực sự trong đời sống này. Ok chưa? Các bạn ơi, được không? Đấy nhá. Được chưa nào? Các em có thấy là dẫn chứng này là một dẫn chứng mà chị chưa thấy bạn nào đưa ra được đâu? Thì các em tham khảo ngay dẫn chứng này nhá. Lối sống tối giản của người Nhật. Thậm chí là khi chúng ta tìm hiểu về lối sống này, chắc chắn sẽ có các bạn chúng ta muốn theo đuổi lối sống này đấy. Những năm gần đây, lối sống tối giản của người Nhật đang rất được ưa chuộng và đang được rất là nhiều người theo đuổi. Là một sự tiết chế đến mức hạn chế nhất về mặt đồ dùng hàng ngày, để khiến cho chúng ta không còn bị áp lực và không còn bị vướng bận bởi chính những cái điều nhỏ nhặt đấy nữa. Cả một ngày nếu mà chỉ suy nghĩ không về đồ dùng hàng ngày thôi cũng đủ khiến cho chúng ta đi qua một ngày mà chẳng có giá trị gì cả. Đấy, nên là đây cũng là một điều rất là hay ho mà chị mong là từ đây các em có thể tìm hiểu và áp dụng vào trong đời sống của mình. Được không? Ok chưa? Đúng rồi đấy, chính xác, có cả sách luôn. Và những cuốn sách về lối sống tối giản của người Nhật, có hai cuốn sách nổi tiếng đấy, thì dường như là thời gian gần đây đang rất được săn đón. Và đấy chính là những cái dẫn chứng thiết thực hàng ngày các em có thể đưa vào bài làm về lối sống giản dị nhá. Ok chưa? Sau khi nêu về biểu hiện xong thì bây giờ chúng mình sẽ bước sang phần nêu về vai trò. Trong phần vai trò này các bạn sẽ trả lời cho chị câu hỏi là tại sao lại cần có lối sống giản dị? Tại sao lại cần có lối sống giản dị ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Được không? Nhớ, tại sao lại cần có lối sống giản dị? Và câu hỏi thứ hai là lối sống giản dị thì giúp ích gì cho chúng ta? Thế thì trong phần này các bạn có thể chia tiếp nhỏ ra nữa nhé. Là giúp ích gì cho bản thân mình này? Và giúp ích gì cho cộng đồng và xã hội này? Trước tiên nhá, tại sao lại cần có lối sống giản dị? Thì chúng ta có thể xuất phát từ việc là con người ta có vô vàn những điều áp lực trong đời sống, áp lực từ công việc, áp lực từ những cái mục tiêu thành công. Thế thì để mà đạt được những cái mục tiêu đặt ra trong cuộc sống, chúng ta không nên để bản thân mình bị vướng bận bởi những đồ dùng hàng ngày, bị vướng bận bởi những mối quan hệ không cần thiết. Và đó chính là lúc mà lối sống giản dị phát huy tác dụng của mình. Đúng không? Sau đó nhé, lối sống giản dị có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống và là một phẩm chất mà ai cũng cần phải có. Bởi đối với mỗi người, lối sống giản dị sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái vướng bận trong đời sống về mặt vật chất này, giúp cho chúng ta tìm đến những cái giá trị tinh thần thanh cao hơn, tìm đến được với hạnh phúc thực sự. Lối sống giản dị giúp cho chúng ta có được mối quan hệ gắn kết thực sự với mọi người xung quanh, giúp ta trân trọng hơn cuộc sống này. Ok chưa? Nếu như tất cả mọi người trong xã hội đều có cho mình được lối sống giản dị, thì xã hội này sẽ là một xã hội cùng nhau phát triển, sẽ là một xã hội mà sống chan hòa giữa người với người, và đặc biệt là một xã hội sống gắn bó giữa con người và thiên nhiên. Đấy, ok chưa? Được không? Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Ok chưa? Làm như thế nào để biết được nhiều hơn dẫn chứng vậy mọi người? Có rất là nhiều những cái thói quen để chúng mình có được cho mình hệ thống dẫn chứng một cách phong phú. Thứ nhất là như một gợi ý của một bạn ở đây này, là chúng ta xem thời sự nhiều hơn để cập nhật được những cái dẫn chứng mới hàng ngày. Thứ hai là nó xuất phát từ ngay chính cái thói quen sử dụng mạng xã hội của các bạn đấy. Cùng là mạng xã hội nhưng có người thì chỉ sử dụng nó để giải trí, nhưng có người thì học hỏi được rất nhiều trên mạng xã hội. Chúng ta có thể là ấn theo dõi những cái trang thông tin chất lượng này, ấn theo dõi những cái chủ đề mà chúng ta quan tâm này,
Đúng không? Hay chúng ta cũng có thể theo dõi ở trên các kênh học tập như là kênh fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở. Có rất là nhiều những chủ đề liên quan đến nghị luận xã hội và cũng có những đợt tặng dẫn chứng miễn phí cho các bạn luôn. Và nguồn thứ ba chúng ta tìm kiếm từ trong sách. Đó, được không nào? Ví dụ như cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội là có hệ thống dẫn chứng rất phong phú cho chúng mình, lại còn cập nhật nữa, cập nhật theo tình hình Covid-19 và cập nhật cả theo những cái đợt ví dụ như là cái đợt mà lũ lụt ở miền Trung đấy, có rất là nhiều những câu chuyện đẹp, câu chuyện hay ta có thể đưa vào trong bài nghị luận xã hội. Thì trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội có tất cả những điều đó các bạn nhá. Được không? Ok chưa? Còn cái thứ hai là việc chúng ta phân tích dẫn chứng như thế nào thì nó đến từ kỹ năng rèn luyện hàng ngày của các bạn. Và tất nhiên rồi, trong khóa học VIP 2 cùng với chị thì bên cạnh học về nghị luận văn học, các bạn còn được học cả về nghị luận xã hội nữa, để chúng ta trau dồi nhiều hơn, đi từng bước một nhá. Viết mở bài như thế nào, viết thân bài ra làm sao, kết bài như thế nào, hay là đi thi chúng mình trọng tâm vào dạng viết đoạn văn nghị luận xã hội thì chị cũng hướng dẫn rất là kỹ cho các bạn nhá. Được không? Ok chưa? Thế thì bây giờ chúng mình trở lại với đây. Các bạn đã hình dung ra được, hiểu được về vai trò của lối sống giản dị chưa? Và sau khi mà nêu được vai trò rồi thì các bạn có thể lật lại vấn đề ở chỗ là phê phán những người chỉ biết chạy theo những giá trị vật chất xa hoa và cầu kỳ mà không thực sự hiểu được thế nào mới là hạnh phúc. Đúng không? Là chỉ biết chạy theo những giá trị vật chất mà coi thường những cái giá trị trong đời sống tình cảm, là khiến cho là làm cho cuộc sống của mình trở nên xa hoa cầu kỳ, rồi không sống một cách giản dị. Đúng không? Là khiến cho bản thân mình xa cách với mọi người. Đó, rồi tiếp tục chúng ta cũng có thể lật lại bằng cách là gì? Đặt ra câu hỏi là vậy lối sống giản dị có đồng nhất với cả sự tằn tiện hay không? Đúng không? Lối sống giản dị thì có đồng nhất với cả lối sống tằn tiện hay không? Thì chúng ta cũng khẳng định luôn, giản dị ở đây không phải là một sự tằn tiện. Giản dị ở đây không nên nhầm lẫn với sự xuề xòa và đơn giản quá mức, thiếu tôn trọng với người khác. Đúng không? Nhá, không đồng nhất với lối sống tằn tiện này, hay là không đồng nhất với việc là đơn giản quá mức khiến cho thiếu sự tôn trọng với người khác. Ví dụ như là chúng ta tham gia một bữa tiệc mà bây giờ chúng ta lại chỉ ăn mặc giống như là những trang phục chúng ta mặc ở nhà ấy. Thế thì như vậy có phải là giản dị không? Tất nhiên rồi, đó không phải là giản dị. Đó là một cái sự xuề xòa thiếu tôn trọng, xuất phát từ việc chúng ta không hiểu được bản chất của sự giản dị. Như vậy ở đây cần phải hiểu là giản dị là tìm đến và chạy theo những cái suy nghĩ về mặt tinh thần nhiều hơn này. Đúng không? Là không quá đề cao về mặt vật chất, nhưng cũng cần phải phù hợp với hoàn cảnh của bản thân và phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp mà chúng ta tham gia. Đúng không? Chúng ta không được nhầm lẫn giữa lối sống giản dị với lối sống xuề xòa quá đơn giản để mà sống buông thả bản thân. Đấy, ok chưa nào? Quan trọng nhất là giản dị nó chỉ có ý nghĩa khi giúp cho con người ta tìm được những giá trị hạnh phúc đích thực trong đời sống, có được những cái mối quan hệ gắn bó thân thiết. Thế thì nếu như chúng ta quá xuề xòa hay là đơn giản quá mức trong những lần chúng ta giao lưu với mọi người thì đấy lại là một yếu tố khiến cho ta không có được ấn tượng tốt, đúng không? Thì khi không có được ấn tượng tốt thì lấy đâu ra được những mối quan hệ chất lượng đây? Và khi không có được mối quan hệ chất lượng là khi chúng ta không có hạnh phúc. Và như vậy thì đấy không phải là bản chất của lối sống giản dị rồi. Ok chưa? Và cuối cùng thì chúng ta đưa ra bài học và liên hệ bản thân. Bài học ở đây rút ra là mỗi người cần hiểu được bản chất và sự cần thiết của lối sống giản dị để từng ngày rèn luyện cho mình cái phong cách sống giản dị mà thanh cao. Đúng không? Và bài học hành động là bắt đầu từ những cái đồ dùng hàng ngày mà ta muốn mua sắm. Hãy đặt ra cái câu hỏi rằng là đồ dùng này có thực sự cần thiết hay không? Nó cần thiết trong những hoàn cảnh nào? Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi đó trước khi mà nhấc một đồ dùng nào đó vào trong giỏ khi ta đi siêu thị ấy, thì các bạn cũng đã rèn luyện được cho mình lối sống giản dị rồi đấy. Đúng không? Nhá, đấy, chúng ta trong cái phần liên hệ bản thân này này, làm như thế nào để nó không bị giả chân? Các bạn hay viết theo kiểu là còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì em cần phải hiểu được lối sống giản dị để sau này rèn luyện cho bản thân mình và lan tỏa nhiều hơn những giá trị tích cực đến cộng đồng. Đúng không? Nhưng mà nghe như thế nó giả chân thật sự luôn ấy. Thế thì có những cái cách viết phần liên hệ bản thân này rất là đơn giản mà lại rất chân thật. Ví dụ như chị vừa nói, hãy đặt ra câu hỏi
Được không? Hãy thử một lần đặt ra câu hỏi là trước khi ta nhấc một đồ dùng nào đó từ trên kệ siêu thị vào trong giỏ của mình để mang về nhà, thì hãy đặt ra câu hỏi là đồ dùng này có thực sự cần thiết hay không? Đó, nó cần thiết trong những hoàn cảnh nào? Trả lời được những câu hỏi đó xong thì dần dần bạn sẽ rèn luyện được cho mình cái lối sống giản dị để tìm được đến những giá trị tinh thần tích cực trong đời sống. Được chưa nào? Ok chưa? Và cuối cùng thì chúng mình kết bài thôi. Đó, thì trong phần kết bài này các bạn cũng sẽ khẳng định là như vậy thì lối sống giản dị là một lối sống tích cực và cần thiết đối với mỗi người. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái phần liên hệ cuối cùng. Các bạn có thể là tìm những cái câu chuyện hoặc tìm những nhận định để chúng ta khẳng định vai trò ý nghĩa của lối sống giản dị, được không? Hoặc các em cũng có thể đưa ra những cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà nó tạo sự sâu lắng. Ví dụ như là gì? Lối sống giản dị là một lối sống cần thiết đối với mỗi người. Chúng ta có được hạnh phúc đích thực hay không xuất phát từ chính những hành động, chính cách cư xử hàng ngày của mình, được không? Và hãy luôn nhớ một tiêu chí: ít hơn, hạnh phúc hơn. Đó, được không? Chị mượn luôn cái tiêu chí trong bản chất về lối sống tối giản của người Nhật để làm câu kết cho bài viết này: ít hơn, hạnh phúc hơn. Hãy luôn nhớ ít hơn, hạnh phúc hơn. Đó, được không? Chúng ta cũng có thể viết một phần kết bài như vậy để tạo sự lắng đọng cho bài viết của mình các em nhé. Được không nào? Ok chưa? Ít hơn, hạnh phúc hơn. Được không? Nhưng mà chỉ khi nào ta hiểu được bản chất của lối sống giản dị, ta mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Ít hơn ở đây không phải là lúc nào ta cũng chọn cái việc là tối giản, lúc nào ta cũng là tiết chế một mức tối thiểu, rồi lúc nào chúng ta cũng tiết chế theo cái kiểu tằn tiện, không phải như vậy. Mà ở đây là ít hơn trong những giá trị vật chất không cần thiết sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn. Ít hơn, hạnh phúc hơn. Được chưa? Ok nhá. Rồi, thì đấy là về bài viết của chúng ta. Bây giờ này, thông qua phần chị hướng dẫn như vậy, bây giờ các bạn sẽ nhận cái nhiệm vụ đầu tiên nhé. Nhiệm vụ của ngày hôm nay, thử thách ngày hôm nay chúng ta cần phải hoàn thiện để nhận được tài liệu sau khóa học và để có được cơ hội tham gia khóa học VIP 2, lại được nhận và được tặng cuốn sổ tay chuyên về các văn bản Nhật dụng nữa. Thử thách của chúng ta như sau. Ok chưa nào? Chúng ta hãy lập cho chị phần dàn ý và thể hiện dưới dạng sơ đồ tư duy về đề bài sau, đó chính là suy nghĩ của anh chị về lối sống của giới trẻ ngày nay. Được không nào? Chưa cần phải viết bài hoàn chỉnh nhá, chỉ cần lập dàn lý và thể hiện dưới dạng sơ đồ tư duy cho chị. Ví dụ như là chúng ta có phần mở bài này, có hai ý, chúng ta gạch ra hai ý này. Trong phần thân bài có bao nhiêu ý, chúng ta gạch ra cho chị. Kết bài có những ý nào, chúng ta gạch ra cho chị. Ok chưa? Đấy nhá, là từ văn bản phong cách Hồ Chí Minh, anh chị có suy nghĩ như thế nào về lối sống của giới trẻ ngày nay? Được không? Các bạn ơi, đây sẽ là thử thách ngày 1 nhá. Dàn ý giống như chị phải không ạ? Tất nhiên là chúng ta phải là dàn ý phù hợp với đề bài này rồi. Nếu như đề bài trên là chị làm dàn ý dựa trên đề bài là lối sống giản dị là một vấn đề tư tưởng đạo lý, nhưng ở đây chúng ta thấy này, lối sống của giới trẻ ngày nay thì đây là một vấn đề mang tính như thế nào? À, mang tính hiện tượng đời sống đấy. Đúng không? Mang tính hiện tượng đời sống. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ thể hiện bằng một sơ đồ tư duy giúp cho chị nhé. Chúng ta làm nhanh thôi, không cần phải viết bài hoàn chỉnh. Thế nên hạn nộp của chúng mình ngày hôm nay, hạn nộp cho thử thách này chính là 24 giờ ngày hôm nay nhá. Chị sẽ đăng bài ở trong nhóm và các bạn sẽ nộp bài bằng cách là chụp ảnh và bình luận ở trong bài đăng đó. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 đúng không? Ok chưa? Dàn ý chi tiết hay khái quát? Ở đây thì các em hoàn toàn tự do nhá. Các em suy nghĩ được những ý nào các em thể hiện được một cách sinh động nhất trong bài tập giúp cho chị là ok. Được không nào? Chị không cần, chị sẽ không đưa ra yêu cầu quá là phức tạp hay là khắt khe với chúng mình đâu. Quan trọng là các em thể hiện được cái logic trong tư duy của chúng ta như thế nào, trong hệ thống luận điểm này. Và nhớ là sử dụng dẫn chứng nào thì cũng viết luôn cái dẫn chứng đấy vào cho chị nhá. Chứ đừng chỉ ghi mỗi chữ dẫn chứng không. Đây này, ít ra phần dẫn chứng các em cũng phải nêu tên được những cái dẫn chứng đấy cho chị. Ok chưa? Đây, thử thách của chúng mình, chị sẽ đăng lại cái thử thách này sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc các em nhé. Được không? Và các em đã chụp ảnh màn hình để điểm danh buổi hôm nay chưa đấy? Các bạn đã chụp ảnh màn hình để điểm danh buổi hôm nay chưa?
À, nộp bằng cách là sau khi mà gần đến hạn nộp rồi, chị sẽ đăng bài ở trong nhóm. Các bạn sẽ nộp bài bằng cách là chụp ảnh và bình luận tại bài đăng đó cho chị. Được không? Nếu bạn nào mà có nhiều ảnh thì chúng ta sẽ trả lời và sẽ bình luận bằng cách trả lời chính cái bình luận của mình nhá, để nó tránh bị cái việc là một bạn khác kiểu chúng ta bình luận cùng một lúc ấy. Thế xong rồi bình luận không được liền mạch. Thế nên nếu như bạn nào có nhiều ảnh thì chúng ta sẽ trả lời chính cái bình luận của mình. Ok chưa nào? Rồi, tất cả các bạn hiện tại chúng ta đã chụp ảnh màn hình để điểm danh chưa? Đây, hiện tại các em vẫn còn cơ hội để chụp ảnh màn hình đấy. Chụp ảnh ngay cái khoảnh khắc các em tham gia phần phát trực tiếp cùng với chị. Có bao nhiêu bạn đang xem ở góc bên trái màn hình? Được không? Rồi, nếu như vào muộn thì ngày mai nhớ dậy sớm vào học cùng với chị nhá. Chị chỉ giữ phần phát trực tiếp này đến 9 giờ sáng thôi, sau đó chị sẽ xóa. Được không? À, đã chụp rồi, ok, đây. Bạn thì bảo chị kéo lên, bạn thì bảo chị kéo xuống. Đây đúng không? Đây là cái dàn ý mà các em muốn chụp đúng không? Nhưng mà dàn ý này ấy là các em phải ghi chép thêm dựa trên phần hướng dẫn diễn đạt của chị nữa. Trong này chị chỉ có những cái ý chính thôi, còn phần diễn đạt chị đã lấy ví dụ rất là nhiều cho chúng mình. Ví dụ về phần phân tích vì dẫn chứng này, hay là ví dụ về phần mở bài, kết bài này, đúng không? Ví dụ về phần liên hệ bản thân nữa. Rất là nhiều những phần mà chị diễn đạt mẫu cho chúng ta nhưng mà chị không ghi chép vào đây, nên là chị mong là các bạn chủ động trong cái việc đấy nhá. Ok không? Rồi, và buổi hôm nay cứ bảo là phát trực tiếp 30 45 phút mà bây giờ cũng đến 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Các em sắp xếp thời gian để chúng mình chuẩn bị đi học đi nhá. Rất là cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay rất tích cực cùng với chị. Mong rằng là những buổi sau chúng ta vẫn sẽ giữ một tinh thần như thế này. Hôm nay mới đi được gần một nửa chặng đường thôi, chúng ta còn đến 3 buổi học nữa cơ. Nên là mong rằng là những buổi học sau càng có nhiều nhiều bạn hơn nữa vào học cùng với chị nhá. Nhóm học của chúng ta 1.000 bạn mà mỗi buổi chỉ có gần 100 bạn thế này thì chị cũng rất là hoang mang. Chị cũng rất là băn khoăn để không biết là các bạn tham gia khóa học hay là chúng ta tham gia chỉ là để cho vui à? Đúng không? Nếu như chúng mình có bạn bè trong nhóm, nhớ nhắc nhở các bạn vào học một cách nghiêm túc. Đã mất công đăng ký và tham gia rồi thì phải rút ra được ít gì đó gọi là những cái thành quả của chúng mình sau khi tham gia khóa học chứ, đúng không? Đấy cũng là mục tiêu của chị nữa. Nên là các bạn nhớ ngày mai vào học đầy đủ hơn cùng với chị và ghi chép tích cực hơn nhé. Rất mong rằng là đây sẽ là khóa học mà giúp cho các bạn nắm rõ được kiến thức của các văn bản nhật dụng này, áp dụng vào trong những đề bài nghị luận xã hội cụ thể. Và cùng với đó là các em hiểu được cách mà chúng ta học cùng với nhau để chúng ta tham khảo và có được thêm cái động lực, có được thêm cái niềm tin khi tham gia những khóa học cùng với chị. Được không nào? Chị vẫn luôn luôn chào đón các bạn ở trong khóa học VIP 2 khai giảng vào ngày 13 tháng 10 tới đây để chúng ta học xuyên suốt cả năm cùng với nhau, từ phần nghị luận văn học đến nghị luận xã hội luôn. Ok nhá? Ok chưa? Rồi, còn bây giờ thì chúng mình chuẩn bị đi học thôi. Cảm ơn tất cả các em và chúc các bạn sẽ có một ngày mới học tập làm việc thật là hiệu quả nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các em vào 5 giờ sáng mai.